Trường khoán Mỹ đi xuống sau ngày bầu cử. Cổ phiếu bất động sản Trung Quốc tăng vọt nhờ quy định mới. Cuộc đua sản xuất lithium tại Mỹ Xin kính chào quý vị khán giả. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi Kinh tế 24 giờ được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, kết thúc phiên thì phố Wall quay đầu giảm điểm khi mà giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát sao kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cả ba chỉ số chính đều đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã mất gần 650 điểm, S&P 500 điểm và Nasdaq cũng chốt phiên giảm trên 2%, chấm dứt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp. Nguyên nhân dẫn đến việc phố Wall đảo chiều được xem là do cuộc đua nhằm kiểm soát hạ viện quốc hội Mỹ vẫn chưa ngã ngũ và đang xích sao hơn so với dự đoán. Ngoài ra thị trường cũng đang hướng sự chú ý sang số liệu lạm phát sẽ được công bố vào tối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị, giám đốc điều hành Tesla tỷ phú Elon Musk đã bán ít nhất là 3,95 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu hãng xe điện chỉ vài ngày sau khi hoàn tất thương vụ mua Twitter. Theo tài liệu công bố vào ngày 9 tháng 11, thì Elon Musk đã bán đi là 19,5 triệu cổ phiếu Tesla. Đây là đợt bán đầu tiên của ông kể từ tháng 8. Dù vậy, thì trong tài liệu không nói rõ là các giao dịch này được lên kế hoạch từ trước hay là chưa. Việc bán cổ phiếu Tesla được nhiều người suy đoán là phục vụ cho việc huy động số tiền 44 tỷ đô la Mỹ mua lại mạng xã hội Twitter. Cổ phiếu Tesla hiện tiếp tục giảm khi mà nhà đầu tư lo ngại là ông Musk sẽ giàn trải sức lực ra quá nhiều mảng. Trong năm qua thì cổ phiếu Tesla đã mất giá khoảng 50%. Giá cổ phiếu của các công ty bất động sản ở Trung Quốc đã tăng sau khi chính phủ nước này ra một chương trình mới để hỗ trợ doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Theo Reuters, thì giá cổ phiếu hôm qua của các công ty bất động sản như là... CF Holding thì đã tăng 40%, Country Garden Holding thì tăng 23%, chỉ số bất động sản Hang Seng thì tăng 8%. Hiệp hội các nhà đầu tư tại Trung Quốc cho biết là họ sẽ mở rộng chương trình hỗ trợ khoảng 250 tỷ nhân dân tệ, có nghĩa là tương đương 34,5 tỷ đô la Mỹ cho các công ty tư nhân vay, bao gồm cả các nhà phát triển bất động sản. Hiệp hội trực thuộc Ngân hàng Trung ương này thì cũng cho biết là chương trình có thể được mở rộng hơn nữa và động thái này diễn ra trong bối cảnh là các nhà phát triển bất động sản tại Trung Quốc đang thiếu tiền mặt và phải vật lộn để có thể tìm kiếm nguồn vốn nhằm hoàn thành dự án và trả tiền cho các nhà cung cấp. Một số chủ đầu tư thì đã không thể trả được nợ nước ngoài trong năm qua. Dù mới chỉ chính thức được cấp phép khoảng hơn một tháng, thế nhưng C919, tức là dòng máy bay thương mại do Trung Quốc sản xuất, đã thu được kết quả khá là tích cực với 300 chiếc đã được đặt hàng. Và thông tin này thì vừa được tập đoàn Comac, là nhà sản xuất C919, đưa ra tại triển lãm Châu Hải, sự kiện hàng không lớn nhất ở Trung Quốc trong năm nay. Dự kiến là chiếc C919 đầu tiên sẽ được giao hàng vào tháng 12 tới đây với khách hàng là hãng China Eastern. Và đây là dòng máy bay đã được Trung Quốc nghiên cứu chế tạo trong vòng 14 năm, giúp nước này có thể cạnh tranh với các dòng máy bay đang thống lĩnh thị trường của Airbus hay là Boeing. Trung Quốc thì cũng hy vọng là mẫu bay mây tự chế với tiềm năng thương mại lớn thì sẽ giúp cho nước này cắt giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, nhất là trong bối cảnh quan hệ với các nước phương Tây xấu đi. Thưa quý vị, khi các hãng ô tô bắt đầu cuộc đua sản xuất xe hơi điện để đón đầu xu hướng, họ cũng gián tiếp khởi xướng cuộc đua khai thác lithium là nguyên liệu chính để chế tạo pin làm nguồn năng lượng cho xe. Nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp năng lượng sạch, nước Mỹ cũng đang rất tích cực chạy đua nhằm sản xuất mặt hàng kim loại được mệnh danh là vàng trắng này. Tại biển nước muối lithium tại Silver Peak Nevada, nhu cầu về loại khoáng sản này đã bùng nổ trong những năm gần đây vì đây là thành phần quan trọng được sử dụng cho xe điện, bộ lưu trữ năng lượng mặt trời và các thiết bị điện tử tiêu dùng. Chúng khá nhẹ và luôn là tâm điểm của sự săn đón, nhất là khi pin lithium-ion bắt đầu thống trị các thiết bị điện tử tiêu dùng vào những năm 1990. Trên toàn thế giới, nhu cầu đối với lithium là khoảng 350.000 tấn vào năm 2020, nhưng ngành công nghiệp ước tính nhu cầu trong nguyên liệu này sẽ lớn hơn gấp 6 lần vào năm 2030. Nhu cầu lithium trên toàn cầu đang tăng khoảng 20% mỗi năm. Lithium sẽ trở thành huyết mạch của công nghiệp ô tô và sẽ được sử dụng cho mọi loại pin xe điện. Dù có tiến bộ về công nghệ đi chẳng nữa, thực sự đây là loại nguyên liệu cực kỳ quan trọng. Phần lớn lượng lithium trên thế giới đến từ Nam Mỹ và Australia, còn Trung Quốc thống trị chuỗi cung ứng pin lithium ion trên toàn thế giới, trong khi đó, lượng lithium do Mỹ sản xuất chỉ chiếm ít hơn 2% nguồn cung cấp lithium trên thế giới, mặc dù nước này có khoảng 4% trữ lượng. Ngành công nghiệp lithium khởi nguồn từ Mỹ và đã từng đứng đầu thế giới trong suốt 50 năm, chúng ta vẫn còn sở hữu nhiều mỏ lithium. Câu hỏi đặt ra là liệu có thể khai thác được chúng với giá cạnh tranh hay không. Đây là một vấn đề khó. Từ trước đến nay, Mỹ chỉ có một mỏ lithium đang hoạt động ở mỏ Silver Peak ở Nevada. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Mỹ lên kế hoạch tích cực mở rộng sản xuất lithium trong nước. Các dự án khai thác và chiết xuất lithium mới và tiềm năng đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau ở các bang bao gồm Maine, North Carolina, California và Nevada sản xuất ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào châu Á. Tuy nhiên, nhờ các chính sách hỗ trợ và thúc đẩy đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất lithium, những nhà sản xuất lithium như chúng tôi và các nhà sản xuất ô tô hiện đang dịch chuyển về Mỹ. Dự án khai thác lithium mới nhất xung quanh đèo Thacker được kỳ vọng sẽ cung cấp hàng triệu tấn lithium. Ước tính mỏ này chứa khoảng 179.422 tấn lithium và chủ yếu tồn tại ở dạng trầm tích, đất sét tuy nhiên dự án này đã vấp phải phản đối gây gắt của người dân địa phương đa số các chủ trang trại tại đây đều cho rằng việc khai thác mỏ khoáng sản sẽ tác động trực tiếp đến nguồn nước ngầm nuôi gia súc đồng thời ảnh hưởng đến di sản đời sống và đất đai tuy nhiên bên phía nhà khai thác lithium nhấn mạnh các dự án chiết xuất lithium rất quan trọng với các ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ như xe điện Trước đó, hồi tháng 6 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Biden đã công bố một kế hoạch chi tiết để bắt đầu sản xuất và tinh chế lithium trong nước, cũng như sản xuất pin, nhằm đặt mục tiêu doanh số xe điện trên toàn quốc là 50% vào năm 2030. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế 24 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.